Hey, chào các bạn quay trở lại video của mình. Bữa nay về chợ quê các bạn, món bánh xèo các bạn. Cách đây mình khá là lâu rồi, mình cũng quay ở đây một lần. Sau này bà chị bà nâng cấp rồi, xưa bà 2 lò, bây giờ bà ba lò các bạn. Đấy, bây giờ nâng cấp rồi. Sau mình thời gian mà mình khá là dài mình không quay lại đây thì hôm nay cũng khá là bất ngờ. Cái chỗ đây bây giờ cũng tráng xi măng nè các bạn. Hồi xưa là chỗ này là gạch gạch đất đất vậy đó các bạn, đúng không? Bây giờ ai nâng cấp lên để phục vụ cho đồng bào với lại ấy bà con rồi tốt hơn, nhanh hơn các bạn ha. Đây, bánh xèo này, bánh bánh xèo này và bánh xèo giò các bạn. Bao nhiêu một cái chị? Nếu có nem đem đồng ấy, bao nhiêu nem vẫn còn nem đem đồng ấy. Ví dụ như nem ngàn được mấy cái ta? 10 cái. Ừ. Cậu ư, em ăn nem. Ừ. Vậy lấy 10 cái đi, lấy chục cái đi. Em ăn. Này bánh xèo này. Chục cái 10 ngàn. Rồi coi cuốn không? Chục cái là nem ngàn, đúng không? Rồi còn ký, bữa nay nâng cấp lên bán ký rồi, lấy bán ký đi, 10.000 nữa ký, khuyến mại cho 2 cái luôn các bạn, thấy không, thấy không? Đấy, 10.000. Sáng rồi bán bánh xèo, ăn bánh canh rồi. Rồi trung bình một ngày bán bao nhiêu ký bột? Nêm ký gạo à? Có nghĩa là mình làm bán hết luôn ấy, ngày nào cũng vậy. Ồ, sáng nào cũng vậy. Không, cái món bánh xèo này trời nắng trời mưa gì ăn cũng được, mà đa số là mùa nào mình bán được. Đa số là mùa mưa hay mùa nắng mình bán được bánh xèo này. Mình hỏi bà chị bao nhiêu vậy bạn? Ấy là mà bánh xèo này bán á, là lúc mà người ta mua nhiều nhất là buổi 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 sáng đúng không? À, sáng chợ một buổi à. Như lại đa số là mùa đông hay mùa mùa hè? Mùa nào cũng bình thường hay cỡ bán mà cỡ mấy giờ mình nghỉ? 8 giờ hay mà sao bây giờ là cũng 8 giờ á, hết rào đây, hết bột rồi á. Toàn chợ là cỡ 8 giờ nha các bạn. Mình xuống nó hơi trễ rồi, thấy không? Đây là ghe bánh xèo đấy. Mới ngủ dậy mà bữa xèo để mai mình dậy sớm sớm. Rồi mai dậy sớm mai ai ngủ với mình nha các bạn. Đây bên kia có măng chì, bà măng chì thì mình sáng sớm quay bà cũng cũng ngon đó. Cái chỗ rổ chì của bà, cái son chì bà đủ màu sắc các bạn. Tại sao mà nó kêu nó đặt tên là bánh xèo mà biết không? Mình bán bánh xèo mình biết không? Sao? Đuổi vô nó kêu bánh xèo. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy bà cũng giải thích rõ ràng các bạn, đuổi vô nó kêu bánh xèo, kêu bánh xèo. Còn cái bánh bèo, bà bán bánh bèo sao? Sao biết bánh bèo? Bánh bèo này nó kẹt kẹt cái bánh bèo. Cái cho mượn ngay cái dầu này, cái tô vào đây, cái tô dầu đây nó có cái cuốn của lá chuối là cái cọng chuối đấy. Cái đây là nó hề có cọng chuối đây này, tao quay cho bạn cái cọng chuối này, thấy không? Đấy, cái cọng chuối đấy. Có bữa nào mình bán không hết thì mình ôm về mình ăn không? Không, bữa nào không hết. Bữa nào cũng hết phải không? Đấy cũng đỡ phí. Không, cái món này dễ ăn. Mua về sáng trước nhà M3 đang đang làm ấy, thợ đang làm ấy, mình phân phát luôn. Qua cái lò nhỏ dài đúc nhanh hơn. Này đúc nhanh hơn mà cái lửa nó cũng dữ hơn đúng không? Đây đây cũng nghiên cứu khá là lâu chứ. Bây giờ tăng tiếng rồi.
đứng chỗ đây mà các bạn nó đứng chỗ đây này nghe đây cái đầu mình chắc vậy đang thui các bạn, thằng này khói ấy. Đây, chào bạn. Đây. Thôi bây giờ mình mua là mình về các bạn ha. Ẩm thực và giải trí.